thôn 3 thuộc làng Hưu Trưng, xã Trung Châu, nằm bên hữu ngạn sông Hồng, phía đông và phía nam giáp với làng Vân Môn, phía tây giáp với Đê Vân Cốc, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, phía bắc giáp sông Hồng. Tổng diện tích đất tự nhiên là 165.000 m², chạy dài 1,5 km. Thôn được chia thành 5 xóm, ngõ có 4 tuyến đường chính: đường Đập Bao, đường Hưu Trưng 6, đường Hưu Trưng 7 và đường Chi Bắc. Lịch sử hình thành và phát triển của thôn 3, làng Hưu Trưng gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, một phần đất linh thiêng của Tổ quốc Việt Nam. Theo gia phả để lại, thôn 3, làng Hưu Trưng, xã Trung Châu có từ thời Lê, trước đây thuộc huyện Bạch Hạc, phủ Vĩnh Tường, trấn Sơn Tây, thời Nguyễn thuộc Tổng Cốc, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây. Cuối thế kỷ 19, làng thuộc Tổng Thọ Lão, huyện Đăng Phượng, tỉnh Hà Đông. Từ tháng 8 năm 2008 đến nay là thôn 3, làng Hưu Trưng, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi mảnh đất linh thiêng đã sinh ra bao lớp người tài kiệt, làm rạng danh cho quê hương và để lại tiếng thơm cho muôn đời sau. Nơi làng quê này, ông cha ta đã để lại những di sản, những nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán, những di tích lịch sử vật thể và phi vật thể có giá trị. Hiện nay, thôn 3, làng Hưu Trưng có 198 hộ với 1.120 nhân khẩu do 10 dòng họ và 6 chi bắc hợp thành. Đó là các họ Đặng, Bùi, Nguyễn, Trần, Hoàng, Doãn, Vũ, Đoàn, Phùng và Đỗ. Các dòng họ lớn nhỏ hòa thuận, sinh sống và phát triển ở làng quê giàu truyền thống yêu nước. Sau trên 200 năm, từ thế kỷ thứ 19 đến nay, biết bao thăng trầm của lịch sử, sự khắc nghiệt, mưa nắng, bão lũ của thiên nhiên, sự tàn khốc của chiến tranh, nhân dân trong thôn đã đồng cam cộng khổ, phát huy truyền thống của ông cha. Dựng làng và giữ nước là các thế hệ nối tiếp nhau không ngừng phát triển, cùng nhau đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ để viết nên trang sử vàng của làng Hưu Trưng, vẻ vang, chói lọi. Ngày nay, thôn 3 nhờ có sự lãnh đạo quan tâm của các cấp trên và sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ đảng với 17 đảng viên, 5 chi hội đoàn thể, 2 câu lạc bộ đã cùng nhau thực hiện hoàn thành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ tại địa phương. Là thôn được giành giải nhiều thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhận được nhiều giấy khen, bằng khen do xã và huyện trao tặng. Nhân dân đoàn kết một lòng, đặc biệt trải qua hơn 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, quê hương Trung Châu nói chung, thôn 3 làng Hưu Trưng nói riêng, đến nay đã có nhiều đổi thay. Thôn có số hộ giàu và khá đạt trên 80%, không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,5%. Thôn có nhà văn hóa khang trang, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Hai tuyến đường chính của thôn đã được trải asphan, đèn cao áp, năng lượng mặt trời. 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, đảm bảo giao thông đi lại của nhân dân. Hàng ngày được vệ sinh sạch sẽ. Truyền thống lịch sử văn hóa và những nét đẹp truyền thống của làng quê vẫn được bảo tồn và phát huy. Hưởng ứng và duy trì cuộc thi giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn, thông minh do Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng phát động, nhân dân trong thôn đã đồng thuận một lòng chung tay xã hội hóa để chỉnh trang đường làng ngõ xóm, quét vôi, lăn tường sơn, vẽ 94 bức tranh bích họa trên các tuyến đường trong thôn, trang trí cửa hoa lộng lẫy, cảnh quan môi trường được vệ sinh sạch sẽ, phong cảnh làng quê như được thay da đổi thịt. Đặc biệt, thôn đã xây dựng và trồng tuyến đường hoa rực rỡ dài hơn 300 mét do chi hội phụ nữ tự quản. Kết quả đạt một giải nhất huyện năm 2023. Đi trên con đường đỏ rực sắc hoa, tỏa hương thơm mát, được hòa mình với thiên nhiên trong lành của quê hương. Đây là điểm check-in không chỉ nổi bật của thôn 3 mà còn là điểm nhấn của xã Trung Châu. Nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài xã đến chụp ảnh và chiêm ngưỡng. Cách trung tâm Hà Nội 22 km, cách trung tâm huyện Đan Phượng 8 km. Chạy theo tuyến D tỉnh lộ 417 tới km số 09 Đê Vân Cốc, rẽ vào đường trục chính của thôn. Đây là trung tâm văn hóa của thôn 3. Bên trái là ngôi đình của làng, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 2000. Bên phải là ngôi chùa Vĩnh Thọ Tự, khang trang. Đình làng Hưu Trưng tọa lạc trên đất Linh, thuộc thôn 3, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
đình thờ Tam Vị Đại Vương đã có công dẹp giặc cứu nước thời Hai Bà Trưng vào những năm 40 sau Công Nguyên là Phùng Thị Ả Tú, Phùng Thị Ả Huyền và Phùng Thượng Cát, do ngưỡng mộ công đức của các bà nên từ xưa trong làng đã tôn sùng là thành hoàng làng và xây đình để nhân dân thờ cúng. Lễ hội của làng được tổ chức tại đình làng hàng năm từ xa xưa, để cứ mỗi đội xuân về vào ngày mùng 7 tháng riêng tổ chức lễ hội làng. Sát bên đình là chùa của làng có tên Vĩnh Thọ Tự. Chùa được xây dựng từ lâu với quá trình lập làng, trải qua thời gian do ảnh hưởng của dòng chảy sông Hồng phải di chuyển cùng với thời gian mưa nắng bị xuống cấp. Năm 2007, được sự đồng thuận của nhân dân, chùa được di chuyển và xây dựng tại khuôn viên cạnh đình làng thôn 3, xã Trung Châu. Trong khuôn viên chùa, xây dựng khu bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Trên tầng 2, sau ngôi chính điện, thờ Tam Bảo là khu để du khách tham quan vãn cảnh chùa. Đây là điểm check-in của người dân trong thôn và quý khách thập phương bởi vẻ đẹp dung dị, tinh tế, phong cách. Trang trí khuôn viên chùa đem lại không gian thanh tịnh, nhẹ nhàng như thanh tẩy tâm hồn, an nhiên buông xả lòng để sống tốt hơn, hướng con người đến điều kỳ diệu. Đến với thôn 3, xã Trung Châu, quý khách không chỉ được đắm mình trong vẻ đẹp thanh bình tại các điểm check-in như tuyến đường hoa bằng lăng, đỏ rực rỡ sắc màu, những bức tranh bích họa sống động trên khắp các tuyến đường trong thôn và vẻ đẹp thanh lịch, chốn tâm linh tại đình và chùa, mà đến nơi đây còn cảm nhận được lòng mến khách, sự thân thiện của người dân, tình cảm chan hòa đến đắm say lòng người.